Làm thế nào để giết một tổng thống? Tập thứ 10. Ngô Đình Nhu, một học giả quen thâm. Xin mời bà con mình cùng nghe tiếp. Ông Nhu đậu cử nhân văn chương Đại học Sorbonne, Paris và tốt nghiệp trường Sartre. Danh từ riêng Sartre chỉ những người tốt nghiệp trường Sartre cổ Pháp, cũng đồng nghĩa với sự uyên bác thông thái. Trường Sartre không tới 100 sinh viên, nhưng thư viện lại chứa đựng 100.000 tài liệu và sách mọi ngành. Giáo sư hầu hết là học giả và các ông hàn lâm. Mỗi lớp chỉ giới hạn khoảng 20 sinh viên. Tuy ấn định tú tài đôi được ghi vào, nhưng sinh viên đều phải học qua 2 năm luyện thi vào trường Sartre. Cố giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu, bạn học của ông Nhu cũng theo học tại Sartre, nhưng bị loại vì sự thi cử rất khắt khe. Trong 4 năm, học sinh viên chỉ có quyền thi trượt một lần và mỗi năm chỉ có một kỳ thi lên lớp. Mỗi khóa năm thứ nhất vào khoảng 20 sinh viên thì tốt nghiệp chỉ lọt chừng một nửa. Chương trình học thật là mênh mông, tiếng Latin là ngôn ngữ thông dụng. Sinh viên phải am tường về cổ ngữ, tự phải học về công văn thư, học pháp chế sử. Ông Ngô Đình Nhu đã được đào tạo trong môi trường khoa bản uyên thâm đó. Khi về nước, ông trở thành quản thủ thư viện. Tại Tổng Thư viện Hà Nội, ông được mô tả như con mọt sách. Quả thật, một nửa đời người như ông đã chìm đắm trong thế giới suy tư và chữ nghĩa kim cổ. Hai tác giả mà ông Nhu say mê nhất và nghiên cứu rất kỹ, đó là Thánh Gandhi và Mao Trạch Đông. Tức là từ triết lý bất bạo động đến triết lý cách mạng bạo động. Cho đến nay, nhiều người vẫn phê bình ông Nhu là thâm hiểm và quá hẹp hòi. Sự thật thì ông quá kiêu ngạo và tự tôn. Hơn nữa, ông lại vụng về lúng túng trong sự giao tế. Ông nói rất kém, tiếng Việt cũng như tiếng Pháp, và lại là người ít nói. Nhưng ông lại là người có khả năng tiên liệu, đa mưu túc kế. Với cuộc sống khép kín nên ngay với cộng sự viên cận thân của ông trong 7-8 năm cũng khó hiểu ông. Cuộc đời ông Nhu được coi phong trần kể từ năm 1945, khi chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ tại Hà Nội, thì ông Nhu cùng Hoàng Bá Vinh chạy thoát ra vùng ngoại ô Hà Nội. Rồi ngày đêm qua sự hướng dẫn của Hoàng Bá Vinh, ông Nhu trốn thoát về Phát Diệm và lưu ngụ tại nhà chung. Ở đây ít ngày, ông Nhu được hướng dẫn vào Thanh Hóa. Vùng Thanh Hóa Phát Diệm đang bộc phát phong trào chống cộng. Các cán bộ công giáo cũng như Việt Nam Quốc Dân Đảng vẫn hoạt động mạnh mẽ. Ở đây cũng xin tưởng niệm hưng hồn cố văn sĩ Mai Nguyệt Đái Đức Tuấn, ủy viên quân sự tỉnh Đảng bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Thanh Hóa, là một trong những cán bộ quốc gia hoạt động mạnh mẽ tại vùng Thanh Hóa. Người hướng dẫn ông Nhu từ Phát Diệm vào địa phận Thanh Hóa là bác sĩ Trần Kim Tuyến. Dạo ấy, ông Tuyến vừa đậu tú tài đôi. Ba lô trên vai với chiếc xe đạp cuốc, ông Tuyến làm hướng dẫn viên. Ông Nhu thì ngồi trên chiếc xe kéo bánh gỗ che kính, ở lại nhà chung Thanh Hóa trong 3 tuần lễ. Rồi ông Nhu lên thẳng bái thượng. Ông Nhu được lên một trọng, hướng dẫn lên châu Thường Xuân Hòa Bình. Ở đây ít ngày, ông lại được một linh mục thuộc họ Đạo Mường đưa ông qua Sầm Nứa, theo ngã đường rừng. Trong thời gian này, ông chịu ơn các linh mục địa phận Thanh Hóa. Sau này, ông còn nhớ mãi ân nghĩa đó. Linh mục Trọng đã phải cho ông Nhu mượn áo Soran, linh mục để hóa trang trên bước đường trốn tránh. Hoàng Bá Vinh ở lại Phát Diệm cùng với Lê Quang Luật, tổ chức phong trào xã hội công giáo, để hậu thuẫn cho ông Nhu sau này. Ông Lê Quang Luật là một trong mấy cán bộ trụ cột và đã giúp anh em Tổng thống Diệm một cách đắc lực ngay từ giai đoạn 1946-1954. Khi trở về Sài Gòn, ông Nhu thất nghiệp chính trị và trùm chăn để chờ thời. Từ đó sinh kế trong gia đình đều do một tay bà vợ lo liệu. Trong thời gian này, ông công tác chặt chẽ với linh mục Parel trong việc nghiên cứu chính trị xã hội.
vốn là con người lạnh lùng nên đời sống tôn giáo của ông cũng lạnh lùng. Tổng thống Diệm mộ đạo bao nhiêu thì ông Nhu thờ ơ bấy nhiêu. Đức tin của ông thật mạnh mẽ, nhưng ông không biểu lộ đức tin đó bằng hình thức nghi lễ. Tổng thống Diệm thì xưng tội trước lễ thường xuyên. Ông Nhu trái lại, không mấy khi trước lễ xưng tội. Đại quý bằng, một người sống lâu năm trong gia đình họ Ngô cho biết, có khi cả năm sống trong dinh cũng không thấy ông Nhu xưng tội trước lễ. Mỗi lần xem lễ trong dinh, hai hình ảnh thật trái ngược. Tổng thống Diệm thì đăm đăm đọc kinh coi sách lễ. Ông Nhu tuy cũng quỳ gối, nhưng hình như chỉ quỳ thế thôi. Lần nào ông anh cũng mở từng trang sách lễ rồi trao sách lễ cho ông em, chỉ rõ từng trang. Ông Nhu cầm lấy, nhưng chỉ cầm chiếu lễ mà không đọc. Một cộng sự viên thân cận khi đề cập đến Thiên Chúa Giáo đã nói với ông Nhu, Thành Bena cho rằng trong nhà thờ người ta thờ Chúa bằng chén vàng chén bạc, ngoài cửa nhà thì con chiên chết đói. Ông Nhu gật đầu đắc ý, ha, đúng, đúng như rứa. Mỗi lần nghe thấy tin nhà thờ họ đạo này xây nhà thờ nguy nga, họ đạo kia dựng tượng Đức Mẹ rất lớn, ông Nhu lại nhăn mặt khó chịu vô cùng, nói với chung quanh rằng, tại sao không xây nhà thương trường học mà cứ phải xây nhà thờ? Ông Nhu rất ít tiếp xúc với các linh mục trừ một số linh mục thân thiết với gia đình. Mỗi khi phải tiếp một vị linh mục nào, ông coi như là chuyện bất đắc dĩ và tiếp cho mau chóng. Ông thường tâm sự, nhiều cha hay lợi dụng lắm, chỉ lo làm áp phe này kia. Dư luận cho rằng ông chống lại hàng giáo phẩm, nhưng Lương Khải Minh nhận định, ông theo đạo một cách khác. Ông không coi thường các hàng giáo phẩm, nhưng không cho là quan trọng đến mức độ phải tôn thờ quỷ lụy. Con người ông Nhu thật khó hiểu, vì ông không bao giờ tâm sự với ai, dè dặt mọi cuộc tiếp xúc. Không muốn đi ra ngoài và dè dặt từng lời nói, người ta vẫn có thành kiến ông Nhu thâm độc và chủ trương độc tài. Trái lại, ông có vẻ phóng khoáng và có tầm nhìn cởi mở của một chính khách Tây Phương. Người độc đoán phải là Tổng thống Diệm, ông Nhu thì lại khác. Nhiều sự kiện đã chứng tỏ điều này. Thí dụ về kết quả về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 2, 31 tháng 8 năm 1959, trong đó bác sĩ Phan Quang Đáng dẫn đầu tại quận 2 với 33.166 phiếu và tiếp theo là cựu Phan Khắc Sửu. Ông Nguyễn Trân, nguyên tỉnh trưởng Mỹ Tho, Tổng thống Diệm quyết định phải loại bỏ ba dân biểu này bằng mọi cách, nhất là ông Phan Quang Đáng và ông Nguyễn Trân. Cả tháng trời Tổng thống Diệm cho gọi các luật sư như ông Trần Chánh Thành và giáo sư Vũ Văn Mẫu để nghiên cứu làm thế nào dùng biện pháp luật để loại các dân biểu. Ông Nhu nói với bác sĩ Trần Kim Tuyến, làm chi mà quá như vậy, thì người ta đắc cử để người ta vô quốc hội, người vô làm được cái gì? Có ba người như vậy đâu có nhiều mà phải làm vậy. Ông Nhu tỏ ra rất khó chịu và hoàn toàn bất đồng với Tổng thống Diệm về việc này. Cuối cùng để chiều ý ông anh, ông Nhu đành chịu. Tuy vậy riêng cụ Phan Khắc Sửu, vì biết rõ uy tín cũng như đức độ cố cụ trong dân chúng, nên ông Nhu đã ủy cho ông Bộ trưởng Huỳnh Hữu Nghĩa liên lạc với cụ Sửu và dàn xếp, mời cụ Sửu vào Dinh Độc Lập gặp riêng ông Nhu. Cuộc gặp gỡ giữa cụ Sửu và ông Nhu lâu hơn cả một giờ. Theo bác sĩ Tuyến thì cụ Sửu cũng như ông Nhu tỏ ra thông cảm và cởi mở. Thu xếp xong vấn đề Phan Khắc Sửu, nhưng còn hai trường hợp ông Phan Quang Đáng và Nguyễn Trân, ông Nhu để ông anh mặc quyết định. Hơn nữa, đối với ông Nhu thì cụ Phan Khắc Sửu mới là điều quan trọng, vì không ai phủ nhận được đời sống đạo đức và thành tích tranh đấu của cụ trong dĩ vãng. Sau đó thì Ủy ban hợp thức hóa quyết định không thừa nhận hai dân biểu nói trên. Đây cũng là một vết đen lớn của Quốc hội đệ nhất Cộng hòa. Và dù cách nào hay dựa trên căn bản pháp lý cũng không thể biện minh cho sự sai phạm thể chế dân chủ một cách quá rõ ràng như thế. Việc loại trừ bác sĩ Phan Quang Đáng ra khỏi Quốc hội, xét về tâm lý cũng dễ hiểu. Bác sĩ Đáng trúng cử tại một đơn vị chính Tổng thống Diệm đi bỏ phiếu và ở ngay khu trung tâm Sài Gòn. Vả lại, Tổng thống Diệm đã biết rõ con người ông Đáng.
Từ khi gặp ông Diệm bên Mỹ, ông Nhu thì cho rằng ông Phan Quang Đáng không quan trọng, cứ để hắn vô. Nhưng Tổng thống Diệm không chấp nhận. Đây cũng là điều quá hẹp hòi và sai lầm. Nếu cứ để cho ông Đáng vô quốc hội thì sớm muộn gì, ông Đáng cũng bị cháy do chính ông đốt ông. Nhưng khi loại ông Đáng thì chính là cơ hội cho ông Đáng thêm nhiều uy tín tiếng tăm trong dân chúng, mà thật ra uy tín đó hết sức bấp bênh. Dạo đó, dư luận đồn rằng chính quyền Ngô Đình Diệm cố loại Phan Quang Đáng vì ông Đáng có thể tranh cử tổng thống và ông Đáng sẽ là con bài nặng ký của Mỹ. Dư luận cũng cho ông Ngô Đình Diệm ghen tức với uy tín của ông Phan Quang Đáng. Sự thật thì năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm đã chấp nhận cho ông Đáng hồi hôn mà không do áp lực của Mỹ. Một vài lần Tổng thống Diệm cố ý dành cho ông Đáng một ghế bộ trưởng không mấy quan trọng, nhưng ông Đáng lại quá nhiều tham vọng và muốn trở thành một lãnh tụ đối lập, trong khi ông không có lực lượng nhân tâm, không có một số cán bộ cần thiết. Điều đó ông Nhu biết rất rõ, nên để mặc cho ông Đáng ăn nói rộng rãi trước các sinh viên y khoa năm thứ năm và sinh viên trường cán sự y tế. Khi về nước, bác sĩ Đáng được mời vào dạy môn y tế công cộng và y tế dự phòng tại hai trường y khoa và cán sự y tế. Ông Nhu chấp nhận những cá nhân đối lập cùng những ý kiến đối lập. Cũng vì vậy, Tổng thống Diệm quyết định loại trừ Phan Quang Đáng và Nguyễn Trân thì ông Nhu lại không đồng ý và cho rằng cứ để họ vô quốc hội. Với một Phan Quang Đáng, ông Nhu đã nhiều lần miệt thị và sẵn một thành kiến là Phan Quang Đáng hèn, hết chạy theo Pháp và Bảo Đại, bây giờ lại trở cờ. Khi qua Mỹ, Phan Quang Đáng móc nối được mấy tay thượng nghị sĩ và một vài viên chức CIA, thì Phan Quang Đáng lại trở cờ theo Mỹ. Ông cũng biết rõ, Phan Quang Đáng không có một thực lực nào. Đảng Dân Chủ của ông chỉ là đảng ma và thứ đảng phái cò mồi cho Mỹ. Bác sĩ Phan Quang Đáng vẫn tự hào về thành tích lập đoàn khất thực trong trận đói tại miền Bắc năm 1945 và phong trào ngũ xã tại Hà Nội, chống Việt Minh. Thành tích của ông chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn sau này, từ qua Mỹ qua Phi Luật Tân rồi trở về nước định làm một cú đối lập, nhưng ông không làm nên chuyện gì cả. Ngay những người quốc gia đối lập thuộc thành phần đảng phái từ Nguyễn Bảo Toàn, Trần Văn Tuyên, Trần Văn Văn, Hồ Văn Nhật cũng không ưa gì Phan Quang Đáng vì đã biết tẩy của ông Đáng. Một số người vốn khoa trương thanh thế nhưng chỉ có mỗi thực lực là dựa vào thế của Mỹ qua mấy tay thượng nghị sĩ dân chủ. Về việc dựa vào thế lực Mỹ như thế nào thì đại tá Lansdale đã bắn tiếng cho ông Nhu biết rõ. Nhiều người thân thiện giới chức Mỹ cố phòng chính trị, tòa đại sứ Mỹ thì lại được biết rằng ông Phan Quang Đáng vẫn đi cửa sau với ông đại sứ Dubo. Sao ông nổi tiếng và được dân chúng dành cho nhiều cảm tình là nhờ tờ báo Thời Luận của ông Nghiêm Xuân Thiện. Cộng tác với ông Thiện được ít lâu và nhờ ở tờ Thời Luận mà có tiếng tăm thì ông lại trở cờ phản phé ông Thiện, và trong khi viết báo đối lập, ông vẫn bí mật liên lạc với chính quyền và tìm cách gặp Triên Nhu. Hiểu rõ bản chất thật của những cá nhân đối lập như vậy, nên ông Nhu cho rằng không có gì quan trọng mà phải cấm đoán họ. Tổng thống Diệm thì nghĩ khác. Nhận xét về bác sĩ Phan Quang Đáng, ông Diệm nói, hắn dị hợm lắm, không có dùng được. Tuy vậy, việc gạt Phan Quang Đáng và Nguyễn Trân ra khỏi quốc hội đã gây nhiều bất mãn trong dân chúng, nhất là đám dân cử tri quận 2 và Đô Thành. Việc này ông Nhu không sao can thiệp được với Tổng thống Diệm. Hầu hết những chính khách đối lập tại miền Nam, nếu không quen ông Nhu thì cũng từng là chỗ quen biết ông Diệm. Những chính khách độc lập ông Nhu không quan tâm vì ông chủ trương chấp nhận đối lập cá nhân và lập trường dị biệt. Nhưng có một điều quan trọng này, ông Nhu không chấp nhận đảng phái đối lập. Phải chăng những ngày đọc Lenin và nghiên cứu chiến lược cách mạng bạo động của Mao Trạch Đông, ông Nhu đã dứt khoát mà nói với cộng sự viên thân cận nhất, các đảng phái ở Á Châu và các nước chậm tiến không giống như Tây Phương.
đối lập với chính quyền đối với họ là hoàn toàn chống lại chính quyền và tìm cách cướp chính quyền, lật đổ chế độ. Nhận xét kể cũng đúng, nếu tìm hiểu các đảng phái tại Indonesia cũng như bán đảo Ả Rập và lại càng đúng hơn nữa ở Việt Nam. Ngay năm 1954, ông Diệm vừa về nước chấp chính thì đảng Đại Việt của ông Hà Thúc Ký đã kéo quân ra Ba Lòng lập chiến khu rồi 1955, Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Nam Ngãi kéo quân ra Bưng lập chiến khu. Đó là quan niệm của ông Nhu, còn nó có hợp tình hợp lý không thì lại là chuyện khác. Ngay trong Dinh Độc Lập đã có sự đối lập rồi, một bên Tổng thống Diệm với các ông Võ Văn Hải, một bên là ông Nhu với mấy cộng sự viên thân cận. Ông Võ Văn Hải theo Tổng thống Diệm từ thời niên thiếu, một Phật tử thuần thành nhưng đối với ông Nhu như mặt trăng mặt trời. Sau cuộc đạo chánh học 11 tháng 11 năm 1960, ông Hải bị nghi oan có liên hệ với phe đạo chánh. Ông tức giận lập một bản phúc trình dài gửi thẳng lên Tổng thống Diệm và kết luận đại cương: tôi theo Tổng thống, trung thành với Tổng thống, tôi chỉ biết một lòng với Tổng thống mà thôi. Bản phúc trình ấy có ý nói gián tiếp không cần biết ông Nhu. Ông Nhu được xem bản phúc trình đó không biết lòng dạ ông như thế nào, nhưng ông không tỏ một thái độ gì cả. Rồi mỗi người, mỗi việc, mỗi phận sự. Nói năng kém hoạt bát, giao tế lại ngượng ngùng, đó là cái yếu nhất của một nhà chính trị. Ông Nhu mấy lần cũng cố gắng mở các cuộc tiếp xúc với một số chính khách, nhưng cũng vì sự giao tế ngượng ngùng nên kết quả không đi đến đâu, không tìm được sự hợp tác. Sau cuộc đạo chánh học 11 tháng 11 năm 1960, ông Nhu được khuyến cáo cần phải mở rộng chính quyền, phải kết hợp các thành phần vẫn được gọi là đối lập. Một cộng sự viên của ông Nhu ủy vai trò móc nối và dàn xếp. Nếu mời các chính khách vào Dinh Độc Lập thì bất tiện. Vả lại, các vị này vốn có mặc cảm sợ mang tiếng luồn lót, do đó phải tổ chức cuộc gặp gỡ ở bên ngoài. Lần thứ nhất, cuộc gặp gỡ tổ chức tại nhà riêng của giáo sư Vũ Quốc Thúc. Nhưng khi ông Nhu đến thì ông lại trở thành người cô đơn lạc lõng. Mấy vị chính khách thì ngồi tận xa và mình ông trơ trọi trên chiếc ghế bành. Kết quả không đi đến đâu, không cởi mở với nhau được những gì cần phải thẳng thắn, cởi mở. Lần thứ hai tại nhà riêng bác sĩ Phan Huy Quát, lần này khá đông, nhưng khi ông Nhu đến thì mọi người né tránh, ông vẫn là người trơ trọi, vốn ít nói lại nói trọ trẻ khó nghe, nên ông lại càng thêm trơ trọi. Trong khi đó, không ai gợi chuyện hiểu tính nhau và tìm đường thông cảm nhau. Người ta cho rằng ông Nhu thâm hiểm, sự thật như trên đã viết, tâm hồn ông quá khép kín, vui buồn không bộc lộ ra ngoài, không mấy khi tâm sự với một ai kể cả người thân, ông lầm lì trù tính những gì không ai hay biết. Nhưng ông lại là người biết nghe cộng sự viên trình bày điều hợp lý lẽ phải. Ông nghe kể cả những nguyện vọng của quần chúng, nhưng có mấy ai trình bày nguyện vọng thực của quần chúng để ông có thể nhìn rõ thực trạng. Đối với một việc dù quan hệ đến đâu, nếu do tay ông giải quyết thì ông giải quyết ngay không do dự. Thí dụ năm 1957, nhân một chuyến đi dạo quanh Đô Thành, Tổng thống Diệm đi qua bến Bạch Đằng. Ông đùng đùng nổi giận vì cảnh bến sống thật là bê bối, hàng quán san sát, chiêu đãi viên cùng thực khách đồ dẫn lả lướt. Tổng thống Diệm sau đó chỉ thị cho giới chức Đô Thành phải giải tỏa ngay. Ông Tổng thống cho rằng thủ đô là tiêu biểu cho hệ thống quốc gia, để cho hàng quán tùm lum ở bến sông, ở hè phố như vậy, còn gì là hệ thống? Đô trưởng Sài Gòn khẩn cấp ra lệnh giải tỏa hàng 300 vạn hàng dọc theo bờ sông Bạch Đằng và một số khác ở các vỉa hè lớn bị giải tỏa. Trước khi giải tỏa họ chỉ được thông báo, và thông báo một cách cấp kỳ như vậy trong một thời gian quá ngắn, làm sao thu xếp được công ăn việc làm. Các bạn hàng cấp tốc quy tụ lại thành một nghiệp đoàn để tranh đấu. Đặt dưới sự bảo trợ của Tổng Liên đoàn, do ông Nguyễn Văn Vận làm chủ tịch và dự định biểu tình làm lớn chuyện. Ông Nhu biết được như vậy thì tìm cách giải quyết ngay. Ông cho gọi Nguyễn Văn Vận vào Dinh, không phân biệt địa vị sang hàng.
ông Nhu đã tiếp đại diện các bạn hàng lâu cả 2 giờ đồng hồ. Đến nay, ông vẫn không thể quên được hình ảnh ông Nhu trong buổi yết kiến này. Ông Vận được hướng dẫn đến văn phòng cố vấn chính trị. Một lát sau, ông Nhu đi ra hất hàm hỏi, ai đây? Nhân viên cho biết, ông cố vấn cho gọi người này vào hầu chuyện. Ông Nhu gật đầu, vô đây. Ông Nhu vừa ngồi xuống ghế, vừa chỉ mặt ông Vượng. Tranh đấu hả? Anh quá khích, quá khích. Rồi ông lại ông Tồn nói, bây giờ thế nào, ra sao, nói coi. Rồi trong suốt 2 giờ liền, ông Nhu yên lặng ngồi nghe người đại diện trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng. Một người tự tôn như ông Nhu mà lại nghe đại diện hàng quán nói thao thao cả 2 giờ như vậy thì ông Nhu cũng không phải là người không biết lắng nghe và tìm hiểu. Sau đó chỉ một tuần lễ, các bạn hàng được chính quyền lo giải quyết và khu dân sinh trở thành khu giải trí lành mạnh. Nếu Tổng thống Diệm quá khắt khe trong quan niệm luân lý và thuần phong mỹ tục, thì ông Nhu lại tỏ ra rộng rãi, mặc dù ông không phải là người bài bạc ăn chơi. Đây là một thí dụ. Khoảng năm 1959, Tổng thống Diệm đi xe từ Quang Trung về. Khi đến ngã ba Chú Ía, thì có cả hàng mấy chục cô giang hồ phấn son lòe loẹt đứng bên đường vẫy tay cười nói. Ông Tổng thống mặt mày đỏ bừng bừng. Mấy con mụ đó làm cái chi mà dị hỏng rứa. Viên sĩ quan tùy viên cứ tình ngay nói thẳng. Bẩm cụ, mấy đứa đó là bọn gái giang hồ dùng này nhiều lắm. Ông Tổng thống lại hầm hầm mặt đỏ gay. Thằng tỉnh trưởng nó làm chi đó hỉ. Khi trở về dinh, Tổng thống Diệm cho gọi Đại Quý Bằng đến hỏi kỹ về chuyện này. Sau đó ông bảo Tổng Giám đốc Cảnh sát Công an, Giám đốc Cảnh sát Đô Thành, Tỉnh trưởng Gia Định và Trung tá Cao Văn Viên phải tuân hành lấy xe đi một vòng kiểm soát xem thực hư thế nào. Các viên chức này trở về dinh đều xác nhận là có nhiều gái giang hồ tại mấy vùng ngoại ô như Lăng Cha Cả, vùng nhà thương Cộng Hòa. Ông Giám đốc Cảnh sát Đô Thành Trần Văn Tư phải một phen xanh mặt. Mấy hôm sau, Tổng thống Diệm ra lệnh bãi chức một loạt cảnh sát trưởng thuộc Đô Thành và trưởng ty cảnh sát Gia Định. Vụ này làm rung động giới chức cảnh sát cao cấp. Ông Nhu cứ nhăn mặt lắc đầu. Làm chi mà quá đáng như rứa. Ông Nhu cũng thường nói với cộng sự viên. Cấm là cấm vậy thôi, chứ nạn mãi dâm làm sao hết được. Tập trung bọn nó sang cả vùng cầu hàng để cho dễ kiểm soát bệnh tật. Ông Nhu quan niệm rộng rãi như vậy cũng dễ hiểu vì ông không lạ gì nạn mãi dâm tại thành phố Ba Lê, nơi ông đã lưu trú nhiều năm. Theo Lương Khải Minh, ông Nhu khác hẳn Tổng thống Diệm. Ông không quan tâm đến những chuyện vụn vặt như ông A phóng đảng, ông B ăn chơi trác táng. Điều quan trọng đối với ông là chơi thì cứ chơi nhưng kín đáo, đừng gây nên tai tiếng. Ông thường nói, bọn cán bộ cộng sản cao cấp nó cũng ăn chơi hủ hóa ghê lắm, nhưng nó kín đáo. Chơi thì chơi, nhưng chịu làm việc suy nghĩ. Cái chết của tướng Hồ Văn Tố bị bệnh thượng mã phong làm cho Tổng thống Diệm mặt chảy dài, thở phì phì vì tức giận. Ông Nhu chỉ lắc đầu. Làm thì không lo làm, lúc nào cũng chỉ có con chim trên đầu. Nhưng ông có cái rộng rãi này thì vấp phải những định kiến hẹp hòi khác. Nhiều khi rất quá đáng, nếu ở tư thế một nhà chính trị, trường hợp đối xử với một số đồng bạn cũ cũng gây tai tiếng không ít, và do đó, người ta cho rằng ông Nhu theo chính sách, vắt chanh, bỏ vỏ.